Dr. Noguchi phòng 16 Bài học đầu tiên của người học y cư dần quen với cuộc sống ở bệnh viện Kaio Mỗi ngày cư đều cố hết sức làm mọi việc Từ tạp vụ đến làm sổ sách kế toán một ngày nọ ghê thật sách nhiều như núi vậy số lượng sách trong kho của bác sĩ watanabe là nhiều nhất ở vùng đông bắc này mà sách chữ hán và sách đi học đều có rất nhiều tốt quá sách ở đây có thể đọc tự do không vậy ạ chắc chắn rồi những người làm việc ở bệnh viện này đều có thể mượn đọc thời học sinh không có tiền thì ngay cả sách giáo khoa cũng khó tìm đọc được giờ thì tốt quá rồi giờ thì mình có thể tự do đọc bao nhiêu sách cũng được vậy thì đọc cuốn này trước nhỉ à đây là sách y học bằng tiếng anh mà cậu đọc hiểu không vậy nếu không quá khó giỏi quá sách y học bằng tiếng anh đó thật không dễ chút nào ta thì ngoại ngữ nào cũng không biết cả bà ơi Bà làm sao thế? Bà đang đổ mồ hôi kìa. Nói thế thì cũng phải. Từ nãy giờ bà thấy đau đầu quá. À, bà ơi, bà sốt cao quá. Chắc là bà bị cảm rồi. Bà về phòng nghỉ ngơi rồi sẽ tốt thôi à. Cảm ơn cháu. Bà làm sao thế? Anh Bonda đa bà mắt chư dường như đã bị cảm cúm đó anh à, à <laughs> thật là mất mặt cảm cúm À, dạo gần đây bệnh cảm cúm như thế này hình như đang lây lan nhiều nhỉ hả đau đầu quá bác sĩ ơi Như thế này tôi không thể khám bệnh được Hãy vui lòng làm gì đó đi nào Xin mọi người xếp hàng theo thứ tự Thật Thật là đông quá đi mất Không biết có phải đúng nhanh Bonda nói Bệnh cảm đang lây lan khắp nơi không nhỉ Bà mắt chưa cũng bị nhiễm bệnh này rồi sao Thật là kỳ lạ Bây giờ là tháng 6 Đúng ra chưa phải lúc dịch cúm lây lan Triệu chứng của những người bệnh này là đau đầu đau cơ liên tục trong mấy ngày cứ phát sốt rồi hạ sốt luôn phiên có chút khác với bệnh cúm đây là bác sĩ bona này Bà ơi! bà khỏe hơn chưa ạ à? bà vẫn còn sốt cao lắm mình đi lấy ít nước mang đến vậy thì mình lấy ít thức ăn cho bà này anh maruyama chúng tôi sao họ phải mang khẩu trang vậy nhỉ chăm sóc cho bà cực khổ hả <laughs> nhưng các em tốt nhất nên cẩn thận thì hơn bà lão đó không bị bệnh cúm thông thường hả Bè bà bị bệnh gì là dịch tả dịch tả ôi không phải mọi người đều nói thành phố ai dư đang có dịch cúm hay sao lúc nãy chính tao nghe được bác sĩ watanabe và anh bona đang đứng nói chuyện mới biết đó như dự đoán đúng là không phải bệnh cúm thông thường trò bona nghĩ sao em cũng nghĩ nó không phải bệnh cúm vậy cũng có khả năng này nhỉ? Dạ, em nghĩ có khả năng là dịch tả Thôi bệnh cấm đâu mà là dịch tả Người mắc sẽ lây bệnh cho mọi người xung quanh Và chúng ta sẽ chết đó Dịch tả là bệnh truyền nhiễm cấp tính Do khuẩn cholera gây ra Tỷ lệ tử vong đương thời rất cao Tỷ lệ tử vong từ 30 đến 70% Ở Nhật Bản năm 1822 Đến năm 1858, có đại dịch tả hoành hành, kéo dài đến thời minh trị, có lúc vẫn còn nhiều người mắc bệnh. Muốn giữ mạng, các cậu phải cẩn thận tránh xa bà già đó ra. Bọn bay cũng sẽ bị nhiễm dịch tả mà chết thôi. Nô gư chi <laughs> à? Tôi tin điều đó chắc có gì sai. Tôi phải đi chăm sóc cho bà mắt chưa đây. Nô... No noguchi bà ơi bà thấy sao rồi ạ à? cháu mang thức ăn cho bà đây cảm cảm ơn cháu bà mệt quá nên không muốn ăn vậy vậy chút nữa bà phải ăn đấy nhé bà có lẽ chết đi sẽ tốt hơn bà ơi nhưng mà như thế cũng tốt cuối cùng ta đã có thể đi gặp đứa con trai đã chết của ta hả đứa con trai độc nhất của ta trước đây đã bệnh và chết từ đó bà sống cô độc một mình đến giờ vậy là cuối cùng ta đã có thể gặp được nó bà ơi không không ta đã hiểu rồi ta và đứa con đã chết ấy có cùng chịu chứng bệnh nên là dịch tả đó con trai ta cũng chết vì dịch tả cho nên ta biết rõ ta hiểu tấm lòng của cháu ta rất vui nhưng cháu không thể ở cạnh ta cháu sẽ bị nhiễm dịch tả đó bà ơi sao rồi hả nô gư chi nô chi yoshida Hãy để một mình tôi chăm sóc cho bà. Nếu là dịch tả thì một mình tôi bị nhiễm là được rồi. Tôi không thể nhướng mắt để mặt bà ra đi mà không làm gì cả. Tớ cũng sẽ giúp đỡ cho cậu. Nếu cần gì cứ nói nhé. Chưa chắc đây là bệnh dịch tả. Mình tuyệt đối không để mặt bà lão hiền lành này mà không quan tâm. Hãy cố gắng lên bà ơi. <laughs> không được rồi, không hạ nhiệt được. Hay là hay là đây đúng là dịch tả. Này, nó ngươi chi? Mày vẫn cố gắng chăm sóc cho bà lão đó hả? Đúng là thằng ngốc. Bộ mày muốn chết sao hả? Để tao dạy mày câu thành ngữ cổ này nha. Hãy nghe và mang theo như tặng vật xuống mồ nha. Thà chạy xa hơn là ở cạnh hiểm nguy vậy đó hiểu chưa hả <laughs> này này vậy thì ta cũng tặng cho các cậu một câu thành ngữ cổ kẻ ngốc thì chỉ có cái chết mới chữa được thần phật ơi xin hãy giúp con con cầu xin. Xin người hãy làm gì đó cứu giúp cho bà. Em cầu xin thần Phật giúp hạ nô ưu chi. Bác sĩ, ta rất hiểu tấm lòng cầu khấn Phật của em. Nhưng mà nô ưu chi này, chỉ có làm như thế thì không thể trị hết bệnh được. Chúng ta là những người thầy thuốc, thì phải quyết tâm đi theo con đường y học. Vì vậy, công việc của chúng ta đầu tiên là phải tìm ra nguyên nhân bệnh bác sĩ Đi thôi, thầy có thứ đồ tốt muốn cho em xem Bác sĩ, đây là cái gì? Đây là kính hiểm vi mới nhất được nhập khẩu từ Đức Độ phóng đại gấp 1.000 lần Nhờ vào chiếc kính hiểm vi này Cuối cùng ta đã biết rõ nguyên nhân Noguchi, em hãy ghé mắt nhìn xem đã Em sẽ thấy nguyên nhân bệnh này là gì? Nguyên nhân? Không biết mình sẽ nhìn thấy cái gì nhỉ? Bác sĩ ơi, đây là... Đây là vi trùng, nguyên nhân gây ra căn bệnh bí ẩn lần này. Tên gọi là Borrelia, một loại sắn khuẩn. xoắn khuẩn Borrelia? Đúng vậy. Tên bệnh này là hồi quy nhiệt, hay còn có tên gọi là bệnh nhiễm Borrelia. Vậy, vậy không phải là dịch tả phải không ạ? À? Ừ, không phải. Đi đâu vậy hả, Noguchi? Sách đi học. Đây rồi. Hồi quy nhiệt, còn được gọi là bệnh nhiễm Borrelia, xoắn khuẩn kéo dài khoảng một tuần. Một vi khuẩn gây bệnh có tên gọi là Borrelia được truyền qua ve rộng và phát triển. Các triệu chứng bao gồm các giai đoạn sốt cao và hạ sốt xen kẽ trong vài ngày kèm theo đau đầu và đau cơ ve rận thế thì thưa thầy như vậy chỉ cần làm sạch mọi thứ xung quanh thân thể cung cấp đủ dinh dưỡng và giữ gìn sức khỏe là có thể chữa trị được đúng không bác sĩ ừ đúng là như vậy vậy không phải dịch tả rồi chúng ta mau đến chỗ của bà đi cách đây vài năm một người bạn của ta cũng là bác sĩ vì bị nhiễm dịch tả từ bệnh nhân mà chết người bác sĩ luôn song hành với cái chết. Nếu sợ chết thì y học không thể tiến bộ, hay ít nhất thì cũng không thể chữa khỏi bệnh được. Chưa tìm ra nguyên nhân bệnh mà lại lo sợ chết, trốn tránh thoát thân, đó không phải là cách làm của một bác sĩ. Hành động của Noguchi lần này rất có dũng khí, hết lòng vì y học cứu người. Người thầy thuốc chân chính trên đời này chính là người giống như cậu ấy. vài ngày sau Ôi, quả là một ngày đẹp trời Ta cảm thấy hoàn toàn khỏi bệnh rồi Đúng là không có gì quan trọng bằng sức khỏe Được như này cũng là nhờ công của các cháu Cảm ơn các cháu nhiều nhé Ngược lại thì Bọn bay dám nói ta bị dịch tả hả Ta sẽ chết ngay lập tức hả Đừng có mà đi nói năng bậy bạ nữa Tụi bay đừng có mong được ăn tối nhé xin lỗi xin lỗi mà tốt rồi bà ơi hết phần 16 bài học đầu tiên của người học y tóm tắt phần 16 bài học đầu tiên của người học y bà tập vụ mắt chưa bị bệnh lạ cứ sốt cao không hạ nhiệt được Noguchi hết lòng chăm sóc cho bà dù cho các tiền bối bảo là bà bị dịch tả rất dễ lây like và sẽ chết ngay. Trời không phụ lòng Noguchi, bác sĩ Watanabe đã tìm ra nguyên nhân bệnh là do một loại xoắn khuẩn tên là Borrelia. Bà Matsu bị hồi quy nhiệt chứ không phải dịch tả. Bài học đầu tiên của người học y là phải có dũng khí đối diện với cái chết để tìm ra nguyên nhân bệnh và hết lòng chữa bệnh cho bệnh nhân. Vì có được dũng khí đó, Noguchi của chúng ta luôn luôn theo đuổi giấc mơ trên con đường y học để cứu người và đạt được nhiều thành công về sau. Mời các bạn xem tiếp phần 17 tập 3, vị khách bất ngờ đến thăm. Các bạn nhớ đăng ký theo dõi kênh, like, chia sẻ để ủng hộ việc phát hành các tập tiếp theo nha. Xin cảm ơn các bạn.